Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn cả một căn nhà ở Vĩnh Lộc A. Căn nhà này thì chủ đang xây, đang sửa lại. Nhà có diện tích là 5, ngang 5, dài 12. Thì như mọi người cũng đang thấy á, thì anh em thợ đang sửa cho kịp Tết. Thì nhà mình là ở đường Đồng Đen chạy vô gần với kênh Trung ương á, từ đường kênh Trung ương đi vô khoảng tầm 10 phút chạy xe Honda. Thì nhà là bê tông gác giả nhất thoáng. Đường trước nhà như anh em thấy á, là đường chạy lọt xe ô tô nha. Thì như chủ cũ cũng làm cũng thiết kế bồn nước này kia, mình chỉ sửa lại cho nó mới hơn thôi, tô lại thôi. Thì anh em thợ cũng đang rất là gấp rút làm cho nó xong. Thì như mọi người thấy á, xung quanh nhà rất là thoáng.